Chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình là Trần Phước Đại nha. Thì trước mắt các bạn nghe nè, những cái nguyên liệu này có lẽ là các bạn cũng đoán ra được là hôm nay mình sẽ làm món gì rồi đúng không? Thì mình sẽ làm là chuối luộc chấm với tôm khô cháy mỡ hành nè, tấp mỡ. Thì nguyên liệu chính á, là chuối nữa bạn, này là chuối sống nha. Mình cắt ra rồi, mình bỏ vô cái nồi, bỏ thêm muối vô để lát mình luộc. Thì nguyên liệu để làm cho cái nước sốt để mình chấm á là tỏi băm nè, ớt nè, đường nè, cái này là mỡ hồi nãy mình thắng ra các bạn, muối tây ninh nè, tấp mỡ nè, hành lá và tôm khô. Thì nguyên liệu cũng đơn giản thôi. Ok, bây giờ chúng ta bắt tay vào làm thôi. Nè các bạn, giờ mình luộc chuối nha các bạn, đổ nước sắp sát mặt của chuối thôi. Đó, vậy là cũng được rồi, đóng nắp lại. Để các bạn, thì sau khi mình trong cái lúc mình đợi chuối nó chín á, bắt bếp mình làm cái nước chấm, đổ dầu vô. Bạn cho tỏi vô luôn. Mình phi cho nó thơm chút nha. Bạn đảo đều tỏi cho nó bị khét á. Cái dầu này hồi nãy nó cũng đã nóng rồi. Ủa, cái mỡ hồi nãy nó cũng đã nóng rồi. Giờ vô để bếp gì nè, nóng nhanh. Mình cho tôm khô vô luôn. Mình xào cho nó săn lại. Các bạn, tôm khô với tỏi nè, nó vàng rồi nè. Mình tắt bếp đi, để bếp lát mình cho mấy cái gia vị này vô nè, nó dễ bị khét lắm. Mình cho muối vô. Các bạn cho tiếp đường vô luôn. Cái này là mỗi thứ là 1/3 chén nha các bạn. Mình đong đo bằng chén á. Đó, các bạn quậy đều lên. Các bạn, nếu các bạn thấy nó đặc quá, mình đừng có bỏ thêm mỡ hay dầu nữa nha, ăn nó lợn cợn kỳ lắm. Mình bỏ thêm miếng nước vô ít thôi, tại vì lát á mình đun sôi nè, lát nó sôi lên cái nó tự sắc sắc là từ từ, đặc là từ từ. Các bạn nêm nếm cho nó vừa ăn nha, theo khẩu vị của từng người. Các bạn nè, xong các bạn, hấp dẫn chưa? Mình cho ớt vô, cắt vài trái thôi, rồi vài trái để trên mặt cho đẹp. Rồi mình cho luôn tóp mỡ lên luôn. Trời đất thần ơi, coi nè, nước miếng nó tươm nha. Ok, bây giờ đợi chuối chín xong rồi đem xuống lột ra rồi quất thôi. Các bạn cho nó sôi bùng lên vậy nè. Mình tắt bếp, cho phần hành hồi nãy mình bằm rồi đó. Ủa, mình cắt rồi đó, quên, nó bằm. Cho vô, đừng để nha các bạn, tại vì cái nồi mình nó vẫn còn nóng á, mình để vô cái mình trộn lên đều cái nó là sao. Nếu bạn mà để bếp á, hành nó không được ngon. Nó trộn lên. Thì chuối nè, mình muốn biết nó còn sống hay là chín rồi á, thì cái thứ nhất nè, là các bạn thấy không? Vỏ nó muốn tách ra nè. Cái thứ hai, mình lấy đũa, mình xăm thẳng vô trái chuối luôn nè, thấy không? Nè. Dễ dàng xăm vô nè, nó mềm là chín rồi. Bây giờ mình tắt bếp lột ra rồi mình ăn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình là Trần Phước Đại. Em là Linh. Thì hôm nay anh em mình ăn cái món này không biết món của miền nào luôn nữa. Thôi kệ, nhưng mà thôi đi. Giới thiệu nguyên liệu cho các bạn biết đi, là chuối luộc chấm với muối tây ninh đó bạn, mình kho quẹt. Nôm na mình sẽ kêu nó là muối quẹt đi. Ở trong đây là gồm có tấp mỡ nè, tôm khô nè, hành lá nè, vài trái ớt nữa bạn. Trời, thơm phức mấy bạn ơi. Thôi bây giờ mời mọi người cùng ăn với anh em mình nha. Trời, mình làm cái thố này là hơi bị ngon luôn á. Đây nè mọi người, đó, trộn lên. Đây, múc cho mọi người xem. Đây nè mọi người ơi, xuất sắc chưa? Quá xuất sắc. Thơm phức luôn, để ăn thử miếng nha. Mời mọi người. Mặn mặn, ngọt ngọt.
tóp mỡ hai. Nó béo, ớt nó cay, hành mình nó thơm. Đó rồi. Nè, xuất sắc trên xuất sắc. Ừ, kiệt tác rồi. Thôi bây giờ ăn cái này là chuối sống mấy bạn. Mình về mình luộc á, mình chấm. Ừ. Mình cứ sợ là nó chát mà không biết nó có chát hay không. Ừ. Sao không? Gì vậy? Em ăn không vậy? Không chấm với này nè. Đây. Mà mọi người. Vậy hả? Ăn ăn một cái rồi cắn vậy hả? Tách biệt ra. Ừ. Thôi mình chấm đi mọi người. Nè. Chấm vô. Trời ơi. Sao không dính gì hết vậy mày? Chấm đói thôi hay gì? Đây. Anh lấy cái muỗng anh múc đây. Nó chịu dính các bạn rồi, thôi mình giống như nó luôn đi. Mình ăn nè, thôi nè, dính miếng nè. Mời mọi người nha. Ơi. Gió mát quá. Cái bề bất ngờ nhất á. Ở trong món này nè, mình sợ là chú chát á. Chú nè, chú sống nó sẽ chát á mọi người. Nấu rồi sao mình chát? Mình để sống nó mới chát. Chát mà nó lạc. Ngon quá mọi người. Mình phải tưởng rồi. Nấu lên rồi nó sẽ ngọt. Đây, để mình lấy cái hố gần gần cho các bạn xem nha. Đây nha. Ngon. Xuất sắc chưa? Nó hơi nặng. Rồi. Xuất sắc chưa? Cái này ăn với cơm cũng ngon nữa các bạn. Các bạn biết bữa nay tại vì có cái thố này nè, mình không có chiêm được cho nó lên cao. Cho nên là bữa nay mình ăn hơi khòm xuống chút để các bạn thấy, không thấy tóc luôn à. Ôi đây nè mọi người ơi, hấp dẫn quá à. Ngon bá cái bột chết luôn. Tôm khô. Lúc trước mình cũng thấy trên mạng á, người ta hay bán một phần chắc được 5 trái chuối à. Với một hộp này. Hộp xíu rồi bạn. 20-30 ngàn gì quên rồi. Nhưng mà người ta làm người ta bán người ta đâu có bỏ tôm khô đâu. Tôm khô lỗ chết. Có nhà mình ăn mình mới bỏ tôm khô thôi. Đó. Ngon quá. Nhưng mà tất nhiên ở nhà mình làm á. Cái tay mà hạ xuống chút. Ngon. Đó. Đó. Nhà mình làm là ngon hơn ở ngoài các bạn. Tại sao không? Nhà mình làm mình đâu có tiết kiệm nguyên liệu đồ này kia đâu. Làm cho mình ăn mà. Ừ. Đâu làm bán đâu sợ lỗ. Chỉ sợ mập thôi. Ăn là giảm cân á. Ý mà mình đổ hành vô là mình tắt bếp liền á. Mà hành nó muốn gục rồi. Nhưng mà để hành trực tiếp lên bếp á, nấu á, chắc nó gục gã luôn, ăn đâu ngon đâu. Đúp lum. Mình chặt cái dừa nữa không? Ăn này uống nước dừa. Không biết có bị tàu háo dừa không? Không, chắc không đâu.
ăn thấy sao? Ngon hay dở? Dở là sẽ không bao giờ có đâu mọi người, mà ngon. Cái điều là nó hơi cay đối với mình. Hồ bạc mà không cay sao ăn? Ủa? Nói chung là khó khó vậy nè. Không cay ăn đâu ngon không? Là mình ăn cay dở lắm mọi người. Em bỏ muỗng lên luôn đi. Nhà ai ăn cay cũng được hết trơn. Ăn cay cũng giỏi nữa. Mà có mình không ăn được. Lâu lâu tự nhiên ngồi tưởng tượng mình là con ông hàng xóm hay sao á. Chấm thớ này có 10 trái ớt chứ nhiều. Cay. Nói chứ 10 trái là mình cắt ra có 2 trái mà. Còn 8 trái là mình để nguyên trái gì nữa cho nó đẹp cái màu thôi. Ừ. Này ăn với cháo trắng cũng ngon rồi. Đúng rồi. Được á, được á. Này có cơm nguội bằng dét. Quốc. Cơm trái cũng được nhưng mà hồi xưa mà mình còn nhỏ như nhỏ này nè, mình ở với bà ngoại mình đó, bà ngoại bà nội mình đó, làm gì mà có kho quẹt ăn kiểu vậy không? Hồi xưa đồ ăn mắc lắm mấy bạn, mà xưa tiền còn mắc nữa, tiền có giá mà đồ ăn cũng mắc. Cái cơm mà khét á, lấy ra ha, cạo ra ha, cạo qua xong đổ chén nước mắm vô cái chén. Ủa, đổ nước mắm vô cái chén. À, chén nước mắm vô chén. Ừ. Cắt vài trái ớt vô. Rưới lên cái cơm trái. Trời ơi. Thời đó hả, dòng mà còn thiếu thốn á. Ăn gì cũng ngon các bạn. Tại mình đâu có đòi hỏi được. Đòi hỏi cũng có tiền đâu mua đòi hỏi. Tiền đâu ăn đòi hỏi. Mà xưa mình vui. Còn giờ tuổi có mấy đứa này hết vui rồi bạn ơi. Đâu còn... Ôi trời ơi. Gãy trái chuối. Giờ mấy tuổi này nó toàn ôm điện thoại không. Tính ra tuổi thơ của mấy đứa này giờ nó bất hạnh. Dám giờ mà mấy đứa thành phố rồi, mấy đứa mà nhỏ nhỏ như con nhỏ này mà nói kho quẹt dám nó không biết lắm rồi. Ngon quá. Mà cảm nhận chuối sống nữa, lạc nhách rồi. Không ngọt, không gì. Nó chỉ mềm thôi. Không cũng được mọi người. Cái này ăn chung với muối quạt. Cái này ăn trừ cơm được rồi. Cái này mình ăn cỡ cần 2-3 trái là no rồi. Cái này của em hay không? Đây bóng, cái này nó ăn khúc nhỏ luôn. Các bạn luộc á, canh dừa chín tới thôi nha. Nhiễu lum rồi. Nè. Ăn bài hài của bà. Vô giái. Cái nhà mình nghĩ mình ăn cơm với khoai lang cũng được quá. Thấy em. Khoai lang luộc á. Đúng rồi mọi người. Lạc. Đâu có khoai lang trắng á. Khoai lang trắng. Khoai lang nó có màu vàng với màu trắng. Nó kêu là khoai lang mật. Đi Đà Lạt nó hay bán đó, khoai lang nướng á. Khoai lang mật mà nó màu trắng. Trời ơi. Anh đang nói là có hai loại.
Ok mọi người, chắc giờ mình bưng cái mâm này vô cho gia đình mình ăn chung luôn. Uống miếng nước. Các bạn thì nếu các bạn thích món ăn ngày hôm nay và cũng như là thích anh em mình thì các bạn nhớ để lại một like, share và subscribe để ủng hộ kênh và cũng như là tiếp thêm động lực cho anh em mình ra được nhiều món mới, nhiều chủ đề mới hơn nữa. Và nếu các bạn muốn anh em mình làm món gì hay thử thách gì cứ để lại comment bên dưới. Biết đâu comment đó sẽ là nội dung tiếp theo cho video kế tiếp. Bye bye và hẹn gặp lại. Tạm biệt.